Dạ hello, em Hương mến chào cô chú và anh chị. Rất vui khi gặp lại cô chú anh chị mình nha. Và hôm nay em Hương lại tiếp tục review một dãy nhà 12 căn bên em Hương ha. Thì cách đây vài hôm thì em Hương đã bán hết rồi, chỉ còn có 4-5 căn thôi nha cô chú anh chị. Thì bên đây của mình á là có tận tới 12 căn lận đó. Và bây giờ thì chỉ cần còn khoảng 5 căn thôi đó, chỉ còn có 5 sự lựa chọn để gửi đến cho cô chú anh chị mình thôi nha. Dân cư thì ở rất là đông đúc rồi cô chú anh chị. Và em Hương thích nhất cái vị trí của mình á là cái đường của mình nè, đó rất là rộng luôn, nó tới tận 5 mét lận ha. Xe hơi xe tải có thể di chuyển vào tận tới bên nhà mình luôn. Nó cô chú anh chị mình về để ở, mình có thể là đi xe tải mình di chuyển đồ đạc vào rất là thoải mái luôn nha cô chú anh chị. Và nhà mình thì nằm trên là trục đường ba làng luôn. Nó từ đầu đường quốc lộ 1A, đường ba làng, cô chú anh chị mình di chuyển vào bên trong nhà mình là khoảng 700 mét thôi, rất là gần luôn. Và từ đây mà cô chú anh chị mình di chuyển cái quốc lộ 1A chợ Bình Chánh của mình là tầm khoảng 5 phút mình đi xe máy thôi, rất là gần luôn. Nó và đường của mình đó là đường thông lượng. Nó mình có thể đi cái đường quốc 85B mình vào bên trong nhà mình cũng được luôn nha cô chú anh chị. Thì hai căn mặt trên đây thì vẫn là còn nha cô chú anh chị. Và giờ em Hương sẽ chọn cái căn số 3 để review để gửi đến cho cô chú anh chị mình nha. Và trần của mình á là đúc thật 100% luôn. Nó em Hương đố cô chú anh chị mình tìm quanh khu vực này mà nhà thì chỉ có 900 triệu thôi và trần đúc thật nha, là sẽ không có đâu nha cô chú anh chị. Và đường của mình quan trọng nhất là cái đường nè, nó là đường ô tô xe tải di chuyển thoải mái luôn đó, thì không bao giờ mà cô chú anh chị mình tìm ra được cái mẫu nhà như vậy nha. Và nhà mình thiết kế là ngang 4 và dài 10 ha, một trệt một lầu, có tông màu trắng đen nhìn rất là bắt mắt luôn. Và có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, nó rất thích hợp cho gia đình mình có thành viên từ 2 đến 4 người, mình ở rất là thoải mái. Em Hương mời bạn quay phim quay từ trên xuống dưới mặt diện hoài của ngôi nhà cho cô chú anh chị mình xem sơ nha. Cô chú anh chị mình muốn xem chi tiết hơn thì em Hương mời cô chú anh chị mình về đây mình trải nghiệm thực tế về ngôi nhà của mình nha. Và mặt diện hoài của ngôi nhà nè thì bên chủ đầu tư của Hương á cũng đã ướp lát lên tới tận lên cao rồi, nó nhìn rất là sạch sẽ luôn cô chú anh chị. Và cửa của mình nè làm cho mình là lớp cửa 4 cánh sơn tĩnh điện rất là chắc chắn luôn, cô chú anh chị mình có thể quan sát nha. Và cô chú anh chị mình xem đến đây thì đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh cho em Hương nha, để cô chú anh chị mình có thể theo dõi nhiều mẫu nhà giá rẻ bên em Hương đó. Và nhà của mình á thì chỉ có là 900 triệu thôi và trần là trần đúc thật. Cô em Hương bao cô chú anh chị mình kiểm định ngôi nhà mình luôn. Thì nửa về đây á em Hương sẽ tặng cho cô chú anh chị mình là một cái quạt ở giữa, nó chỉ có là trần đúc thật mình mới thể nè có thể là gắn một cái quạt xây ở giữa thôi nha cô chú anh chị. Nó rất là chắc chắn luôn. Và bên đây thì sẽ tặng cho cô chú anh chị mình một bức tranh lụa 3D luôn, về cho cô chú anh chị mình tự chọn màu luôn. Và thêm một cái rèm cửa nữa nha, trước sau luôn. Nhà của mình á là có hướng bắc đó, hướng bắc rất là mát mẻ nha. Và ở đây nè, tường thì mình đã ướp lát lên tới tận 1 mét rồi. Cái tông màu nó phối hợp với cái hòa nhà, con ngôi nhà của mình rất là đẹp luôn. Về thì cô chú anh chị mình có thể là mình trang trí thêm, mình sắm sửa như bộ ghế sofa, rồi một chiếc tivi nữa. Thì căn phòng khách của mình nó rất là bắt mắt rồi. Thì ở giữa nè, chủ đầu tư của Hương á cũng đã gắn sẵn cho cô chú anh chị mình là một cái rách bằng gỗ PNC ha, thắt cái những cái đồng tiền nè, nhìn rất là bắt mắt luôn. Mình ngăn lại giữa cái phòng khách hoặc một cái phòng bếp của mình nè, nó cho mình nấu nướng trong đây thì ở ngoài nhìn vào mình cũng không có thấy. Và ở đây nè thì mình có thể lắp đặt thêm là một cái chiếc máy giặt, kế bên là một cái tủ lạnh, quá trời là gọn gàng rồi cho ngôi nhà của mình. Và đã sẵn lắp đặt sẵn cho cô chú anh chị mình tủ trên và tủ dưới nè. Đó, cái tủ gỗ này nè thì rất là chắc chắn luôn, chống mối mọt theo thời gian luôn nha cô chú anh chị. Và không gian của nó cũng rất là rộng rãi nữa, về đây mà cô chú anh chị mình để những vật dụng nấu nướng của mình á hoặc là chén bát vào đây á, nhìn ngôi nhà của mình thì cũng rất là gọn gàng luôn. Mặt bếp của mình là đá hoa cương
nó rất là chắc chắn luôn. Điện nước á, thì đã vào chính thức hết cho cô chú anh chị mình rồi. Ở đây điện nước rất là mạnh nha cô chú anh chị, nên về đây thì cô chú anh chị mình ở mình không có sợ bị cúp nước hay cúp điện nha. Đó, tủ dưới, tủ trên, tủ dưới nè cô chú anh chị. Và bồn inox 304 chống rỉ sét theo thời gian. Và nhà vệ sinh thì nằm ở không gian này. Đó, vẫn đầy đủ hết thiết bị tiện nghi cho cô chú anh chị mình sinh hoạt luôn. Bồn cầu nguyên khói nè, và lavabo dời sang dời xịt. Thì nhà vệ sinh nào thì em Hương cũng lắp đặt như thế thôi nha cô chú anh chị. Thì tường thì mình cũng ấp cao luôn trong nhà vệ sinh. Quan trọng là cửa của mình là cửa nhôm sinh pha, kính cường lực rất là chắc chắn và dày dặn luôn. Đường bước lên cầu thang của mình vẫn lót cho mình là đá hoa cương. Cái này đúng của nó là đá mắc bồ. Nó như cô chú anh chị mình từng đi xem nhà nhiều nè, nó và những cô chú anh chị mình làm bên xây dựng thì mình đã hiểu về cái câu là đá mắc bồ rồi ha, là đá mắc nhất trong các loại đá rồi. Và đây nè là mình đã ướp, mình đã tay cầm của mình á thì mình làm bằng gỗ nè, có những cái bông hoa văn, bông mai nè, nhìn rất là mắc luôn. Thì em Hương mời cô chú anh chị mình di chuyển thẳng bên trên để mình khám phá tầng trên của ngôi nhà mình nha. Em Hương xin mời. Dạ, ở dưới chân cầu thang nè cô chú anh chị, thì ở đây mình vẫn có một cái cửa sổ nè, nó rất là thông thoáng và mát mẻ. Thì kế cửa sổ thì vẫn có một cái bóng đèn luôn nha. Thì trên đây mình có hai phòng và một nhà vệ sinh. Đây là cái phòng đầu tiên trên lầu mình. Ở cái phòng này á thì mình sẽ có một cái cửa sổ bên hông, rất là thoáng mát luôn. Thì nhà của mình á là trần ở trên đây là trần thạch cao ha. Nó nguyên khói dược hợp, hệ thống đèn là thắp sáng hết gia đình mình rồi. Vẫn có dây chờ cho mình là cái máy lạnh luôn. Và ổ cắm điện đầy đủ hết gia đình mình sinh hoạt. Cửa của mình là cửa nhôm sinh pha và kính cường lực luôn. Nhà vệ sinh á, thì em Hương để ở giữa hai phòng cho gia đình mình dễ sinh hoạt nè. Thì vẫn đầy đủ thiết bị tiện nghi cho gia đình mình. Thì cái bồn lavabo thì em Hương để ở phía ngoài ha. Nó để cho mình rửa mặt rồi súc miệng buổi sáng rồi rất là thuận tiện luôn. Đó, và vị trí nhà mình á, thì nằm trên là đường Ba Làng. Đó, cách quốc lộ 1A của mình á, là chỉ có 700m thôi, rất là gần luôn. Dân cư ở thì rất là đông đúc rồi. Về đây ở thì mình không sợ bị buồn. Thì ở đây có 12 căn thì cũng đã bán hết rồi, chỉ còn có 5 căn thôi. 5 căn đó là 5 sự lựa chọn để cho cô chú anh chị mình lựa chọn đó, để mình lựa chọn cái vị trí đẹp nhất. Mà giá thì chỉ có 900 triệu thôi. À, giấy tờ hợp lệ minh bạch rõ ràng cho cô chú anh chị mình luôn nha. Và phòng này thì mình có một cái cửa sổ lớn nè, có một cái hành lang ban công rất là rộng nằm ở phía bên đây. Đó, mình có thể làm phòng ngủ hoặc là phòng thờ nếu mà gia đình mình đủ thành viên. Đó, và kính là kính cường lực nè, tay cầm ở đây là bằng can inox rất là chắc chắn và dày dặn luôn. Em Hương mà bạn quay phim xích ra đây, mình quay lại từ trên lầu mà nhìn xuống dưới đất ha. Thì đường cái này á, là đường xe tải, chạy rất là thoải mái luôn á cô chú anh chị. Đó, di chuyển đồ đạc rất là thoải mái. Cô chú anh chị mà tìm giá mà tầm này mà đường xe tải nữa, và trần á, thì đúc thật nữa, là em Hương cam kết với cô chú anh chị mình luôn là sẽ không có đâu nha. Đó, chỉ có bên em Hương, độc quyền bên em Hương là mới có một giải này thôi. Đó, và trần thì trần đúc thật, bao cô chú anh chị mình kiểm định luôn. Cô chú anh chị mình có thể mời những anh xây dựng vào đây kiểm định ngôi nhà của mình nha. Và nhà mình á, thì chỉ có giá là 900 triệu thôi. Đó, cô chú anh chị mình có muốn xem nhà thì nhanh tay liên hệ trực tiếp với em Hương với số điện thoại trên màn hình. Đó, em Hương sẽ tư vấn và chỉ đường cụ thể hơn cho cô chú anh chị mình về đây trải nghiệm thực tế ngôi nhà của mình. Đó, và nhà mình thì thiết kế một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng khách và một phòng bếp, rất thích hợp cho những cặp vợ chồng mới cưới nè, ông bà lớn tuổi mình về đây mình ở rất là yên tĩnh luôn. Đó, và rất là gần trường học luôn, trường học các cấp, bệnh viện, ngân hàng, đó, chợ búa đồ luôn. Cô chú anh chị mình di chuyển chưa đến một cây số nữa, mình đạp xe đạp tành tành thôi thì cũng đã tới nơi luôn á cô chú anh chị, rất là gần luôn. Đó, và cô chú anh chị mình xem đến đây thì đừng quên đăng ký kênh cho em Hương nha. Và giờ thì em Hương cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.